tươi xinh. Thái độ của anh thời gian gần đây là gì? Là không muốn chung đụng, là hết yêu, hay là anh muốn chia tay? Anh cũng biết đấy, cho dù em yêu anh đến mức như thế nào, em cũng không cho phép mình hạ thấp lòng tự trọng.
藏在海底十万米，我欣赏日出和日落的奇秘，海角天空上。Trong mơ anh hái bông hoa anh cài.